Sau lễ tình nhân thì thị trường hoa và quà tặng lại đang nóng lên trước ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Nếu lễ tình nhân chỉ hạn hẹp với đối tượng khách hàng là những đôi yêu nhau, thì thị trường mùng 8 tháng 3 lại rộng mở với khách hàng là phần nửa thế giới. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua cơ hội cải thiện sức mua trong dịp này. Hoa tươi là món quà không thể thiếu trong ngày đặc biệt dành riêng cho phái đẹp. Vì vậy mà không khí tại nhiều cửa hàng hoa vào thời điểm này đã rất rộn ràng. Tại trụ sở công ty cổ phần Thế giới Hoa Tươi, các nhân viên đang tất bật để kịp hoàn thành các đơn đặt hàng, giao hoa đến doanh nghiệp. Vì ngày quốc tế phụ nữ năm nay rơi vào ngày thứ Bảy, nên các khách hàng là doanh nghiệp đều đề nghị giao hoa sớm vào ngày 6 và ngày 7 tháng 3. Theo đại diện của Thế giới Hoa Tươi, dịp 8 tháng 3 năm nay, số lượng đơn đặt hàng của công ty tính đến thời điểm này đã tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ. Năm nay thì các cái doanh nghiệp họ chú trọng về việc chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các nữ doanh nhân, các cái mối quan hệ làm ăn nhiều hơn, cho đó là năm nay có vẻ như là cái đơn hàng dành cho doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu hoa hồng được lựa chọn chủ yếu cho ngày lễ tình nhân, thì các loại hoa được ưa chuộng trong dịp 8 tháng 3 khá đa dạng, gồm cả hoa lan, hoa ly, hướng dương. Đặc biệt, những lãng hoa lan gồm cả chậu như thế này, được nhiều đấng mày râu ưu tiên lựa chọn để tặng bà, tặng mẹ vì mang tính cao quý và giữ được lâu. Đại diện Thế giới Hoa Tươi cho biết, năm nay công ty chưa nhận các đơn hàng với giá khủng như dịp 14 tháng 2. Đa số các đơn hàng dao động ở mức giá từ 350.000 đồng đến 2 triệu đồng. Ghi nhận từ các cửa hàng hoa, giá hoa cũng đã bắt đầu nhích lên từ 10 đến 20% so với ngày thường. Các chủ cửa hàng cho biết, giá hoa chắc chắn sẽ còn tăng vào ngày 8 tháng 3, nhưng tăng mạnh hay ít còn tùy thuộc vào sức mua. Không chỉ hoa tươi, các cửa hàng quần áo thời trang, mỹ phẩm hay trang sức cũng rộn ràng các băng rôn khuyến mãi cho ngày quốc tế phụ nữ. 8 tháng 3 cũng là dịp mà các siêu thị, trung tâm mua sắm kỳ vọng tăng sức mua khi thị trường sau Tết có phần ảm đạm. Chính vì vậy mà nhiều chương trình khuyến mãi lớn được các siêu thị tung ra trong thời điểm hiện nay với thời gian khuyến mãi kéo dài đến hết tháng. Hệ thống siêu thị Co-op Mart trên toàn quốc và Co-op Extra giảm giá đến 50% cho hơn 800 mặt hàng, chủ yếu tập trung vào hóa mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, thời trang thiết kế và các sản phẩm bếp gia dụng. Hệ thống siêu thị Bixi tổ chức chương trình thường niên là tôn vinh vẻ đẹp Việt với hơn 2.000 mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo thời trang được giảm giá từ 5 đến 49%, cùng những hoạt động như tư vấn chăm sóc sắc đẹp, trang điểm miễn phí v.v. cho khách hàng. Siêu thị kỳ vọng sức mua sẽ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay thì tình hình kinh tế nó vẫn còn tiếp tục khó khăn, cho nên là mục tiêu của chúng tôi là làm sao để tạo được một cái chương trình mang tính làm đẹp, chăm sóc sức khỏe v.v. nhưng mà nó cũng phải phù hợp với mong muốn thiết thực của khách hàng. Vì vậy cho nên là năm nay chương trình tôn vinh vẻ đẹp Việt trước tiên nó thật sự đa dạng hàng hóa, không chỉ những cái mặt hàng làm đẹp, chăm sóc mà sức khỏe mà còn có khá nhiều các cái mặt hàng thời trang, và bên cạnh đó thì cũng có một loạt tất cả số lượng lớn các cái sản phẩm dùng cho gia đình. Và cái năm nay thì chương trình tôn vinh vẻ đẹp Việt cũng không phải chỉ hướng tới người phụ nữ mà còn hướng tới tất cả mọi thành viên của gia đình. Không quá chuyên biệt trong ngành hàng dành cho phụ nữ, tuy nhiên các siêu thị điện máy cũng không bỏ qua cơ hội này. Hệ thống siêu thị điện máy Thiên Hòa tổ chức chương trình khuyến mãi mang tên Người Phụ Nữ Tôi Yêu với nhiều ưu đãi và quyền lợi mua sắm dành cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ, như tặng 1.000 nồi cơm điện cho khách hàng mua sắm đầu tiên, bán hàng đồng giá, giờ vàng giá sốc ưu đãi, bán hàng trả góp 0%, v.v. Thị trường 8 tháng 3 năm nay cũng nóng sốt với các mặt hàng độc lạ. Sau hoa hồng giác vàng được bán khá chạy trong dịp lễ tình nhân, các nhà sản xuất sản phẩm này đã tung ra thêm các sản phẩm tương tự cho ngày quốc tế phụ nữ, như hoa hồng giác vàng trắng, hoa hồng giác vàng màu sô-cô-la, thiệp mạ vàng. Trong đó, hoa hồng phủ vàng 24 rao giá 3 triệu đồng một bông, hồng mạ vàng trắng là 4,5 triệu đồng một bông, hoa hồng mạ vàng sô-cô-la có giá 6 triệu đồng một bông. Thị trường cũng có thêm sự góp mặt của tranh đá quý làm theo chủ đề ngày 8 tháng 3, mang đến sự lựa chọn đa dạng, ý nghĩa cho các đấng mày râu.